I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try path on the left side, put it up in your mind? Chào tất cả anh em, mình là Tài Bộ Độ. Vậy là shop mình đã update hạng mục cuối cùng đã xong em nhé. Ngoài sân này thì shop mình đã làm xong hết rồi, bắn mái và để xe ngoài này em ạ. Đó. Ngoài này bây giờ thì rất rộng rãi em ạ. Thời gian tới thì mình sẽ buôn cả ô tô nữa em nhé. Thì ngoài này thì mình sẽ đậu được 4 con ô tô nữa em ạ. Hai cái cầu lưng kia thì em biết rồi, là mình sẽ độ bộ ô tô em ạ. Hôm nay mình giới thiệu luôn, đầu tiên là Z800 2017, đăng ký lần đầu 2017 nhé, biển Hà Nội. Con này thì lên rất nhiều đồ chơi luôn. 173 triệu anh em nhé, 173 triệu. Đó, rất nhiều đồ chơi, lốp Rat Lambo AR rồi, bát biển chống đổ trợ sang, kính gió tay côn tay thắng đầy đủ hết em nhé. Z650. Z650 thì cho mình đang bán với giá là 133 triệu cho một con xe cực cực keng anh em ạ, cực đẹp luôn. Con này dán full ninon cả xe em nhé. Xe thì đang hơi bẩn một chút, tại vì để ngoài này mình chưa dọn biển Hà Nội đâu em nhé. Quan trọng nó là biển Hà Nội nên là giá sẽ cao hơn biển tỉnh một chút anh em ạ. Thì nó phù hợp cho anh em nào ở Hà Nội hoặc là ở những thành phố thì sẽ hợp lý hơn. 133 triệu nhé, xe rất là đẹp anh em ạ. Tiếp theo là Benelli Neo Cielo 500 phân khối. Con này thì sau mình đang bán 99 triệu, giảm còn 97 triệu em nhé. Cũng lên rất nhiều đồ chơi luôn rồi. Z800 2015, con này là 153 triệu giảm cho em, giảm cho anh em là còn 149 triệu 500 anh em nhé. 149 triệu 500. Clip này mình sẽ nói rất là nhanh về những cái con xe tại shop mình anh em nhé, thì thi thoảng có đoạn vấp một chút thì anh em thông cảm. Tiếp theo nữa là CBR 600 MR, đăng ký lần đầu mà là 2021 nên rất nhiều hàng hiệu em nhé. Kính gió này, chống đổ này, trợ sáng tun này, cặp lốp. Lốp này lốp S22 em nhé. Lốp rất là tiền luôn. Cable Rayfit Titanium. Đó, đuôi. Nói chung là con này lên full đồ cơ bản cho cái con CBR650R này rồi. Anh em phải sẵn đi thôi. Lốp 190 rất là to em nhé. Con này thì shop mình đang bán giá là 225 triệu anh em ạ. 225 triệu cho một con cực kỳ đẹp luôn. Euro con này là 7.000 em nhé. Xe lướt. Đó. Tiếp theo là CBR 250RR. Con này thì cũng lên đồ chơi ngập trời luôn em ạ. Cặp lốp Michelin này, vành sau là 5.5 em nhé. Anh em nhìn cái con CBR này thì anh em nhìn quả lốp này với quả lốp con 650 kia thì nó ngang ngửa nhau luôn anh em ạ. Cable Akamovic chính hãng. Cable này giá là loanh quanh là gần 20 triệu full system đấy em nhé. Đó, cũng là trợ sáng tun, cũng là chống đổ. Rất là đẹp, con này rất là đẹp luôn. 2018 lên bộ tem Kabuki Linza 400, con này thì shop mình đang bán với giá là 95 triệu anh em nhé. 95 triệu vì sao? Thì mình nói luôn, con này là khách ký gửi em nhé. Con này khách ký gửi và con này đã làm lại hơi rồi em nhé. Con này đã làm lại hơi rồi. 2019 khách ký gửi em nhé, đã làm lại hơi rồi. Đó. Ví dụ như anh em nào mà muốn mua rẻ, muốn chỉ bỏ ra tầm hơn 90 triệu để sở hữu con Linza 400 này thôi thì đây cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo. Tại vì con này làm lại hơi chính hãng hết rồi em nhé, hàng ngon hết luôn. Đi ngon này luôn, không vấn đề gì cả. Ví dụ như con Ninja 400 mà zin không làm lại hơi thì shop mình đang bán với giá loanh quanh khoảng độ gần 120 triệu. Tức là con này rẻ loanh quanh khoảng độ 20 triệu hơn 20 triệu anh em nhé. Con này khách ký gửi thôi, không phải con này thì shop mình không ôm. Rồi tất cả các xe bên mình ôm vào shop mình thì bên mình đều cam kết là máy móc zin hết, không làm lại hơi gì cả. Đó, thì làm lại hơi chứ không phải là xe lát không đi được hay như thế nào, mà nó rất nhiều vấn đề kiểu chủ trước là người ta con này người ta đi người ta quên không thay nhớt em ạ. Quên không thay nhớt thì là đi hết nhớt. Thì con này cũng lên rất nhiều đồ chơi rồi, bố SC này, lốp Rat 5 này cũng rất là ngon em nhé. Con này mình test rất kỹ rồi, rất là ngon nên là mình mới nhận bán hộ anh em. Con này mình bán hộ anh em thôi. Đó. Tiếp theo nữa là G3, con này thì là sau mình chốt với cho khách ở trong Nghệ An rồi. Đó.
con này thì cũng cọc rồi. Z800, rất nhiều Z8 anh ạ. Z800 con này độ bi cầu này. Đó, hai quả bi cầu này, bô SC Project này, cặp lốp mới thay này, chống đổ chạy sáng đầy đủ hết này. Con này là 173 giảm cho anh em luôn, là có 169 triệu nhá, 169 triệu cho một con đăng ký lần đầu 2017. Liza 400 2018 112 triệu anh nhá. 112 triệu. Màu xanh nõn chuối này rất là đẹp anh em ạ. Đó. Giờ 153 vàng xám. Con này thì lên kính gió này. Boa KG1 hàng loại 1 này, ốp carbon kiểu loại kia, ốp carbon là ốp carbon xịn em nhá, hàng loại 1 rất là cao cấp. Đó, chống đổ này, bát biển này. Đó, con này thì sau mình đang bán với giá là 55 triệu 2020 em nhá. MT03 2017. Ở biển Hà Nội. Con này thì máy móc nguyên zin, mà cho mình chẳng cần nói nữa, thì vì con nào máy móc bên mình cũng là bao zin hết. Thì cái con này thì shop mình bán với giá là 77 triệu nhá, 77 triệu cho một con 321 phân khối, lại còn biển Hà Nội nữa, rất là hợp lý. FZ150, con này 2016, 28 triệu em nhá, 28 triệu. Đó. Đây là cái thùng đồ để mỗi lần độ bô thì shop mình sẽ kéo ra. Tiếp theo là Winner này, Winner V1 2018. Đó, con này euro hơn 2 vạn. Máy móc zin đen đen luôn anh em nhé. Con này thì sau mình bán giá là 22 triệu 800, 22 triệu 800 lên bô móc anh em ạ. Exciter 150 2017, độ rất nhiều đồ chơi như bộ số gảy này, bô Akamovic này, Ford Winner này, cặp vành ASIO chính hãng anh em nhé. Lốp rất là to. Đó, anh em nhìn này, anh em thông cảm hơi bẩn một chút, anh em nhìn quả lốp to châu bò chưa. Ford sau là Ford Racing Boy anh em nhé. Đó, rất nhiều đồ chơi, con này nhìn thế thôi nhưng mà đồ chơi rất là đắt anh em ạ. Cặp vành chính hãng này loanh quanh cũng 4 cổ em nhé. Cặp lốp cái thứ rồi phuộc rồi bi cầu, con này lên cả bi cầu nữa rồi anh em nhé. Đấy, lên cả bi cầu nữa rồi. Bi cầu cũng 2 cổ em nhé. Nói chung là về anh em sẵn đi thôi. Con này thì sau mình bán giá 29 triệu cho anh em chốt luôn. Con này thì ví dụ như xe zin đẹp mà không có đồ chơi thì giá của nó vẫn loanh quanh khoảng độ là 24-25 triệu nhé. Thì cộng thêm vài cổ nữa thôi thì anh em có một con xe độ sẵn như này luôn rồi. Rất là ngon đúng không ạ? Đó. Mình bày xe ở ngoài kia nhiều rồi nên trong này sẽ rất là trống vắng anh em ạ. Thì thời gian tới thì shop mình sẽ ôm thêm nhiều xe nữa anh em ạ, ôm thêm rất nhiều xe nữa. Loanh quanh thì cố gắng là mỗi một đợt thì là shop mình sẽ ôm tầm khoảng độ 6-70 xe, nhiều hơn bây giờ. Bây giờ loanh quanh chỉ 40 xe, 40-50 xe thôi. Cố lên tầm 70 xe nữa thì là sẽ kín. Tiếp theo là giờ 15-13. Con này là 2020 em nhé, con này 2020 cực kỳ đẹp luôn, 54 triệu em nhé, 54 triệu. Exciter 2018 đấy, độ nốt sau 180 luôn đấy, góc to này các thứ, nhưng con này có độ châu bò hút lắm. Thì con này sau mình đang bán với cái giá là 33 triệu nhé, 33 triệu. Cũng vành ASO này, vành cũng vành ASO em nhé, lốp trước cũng rất to này, bộ số gảy này, số gảy đơn này, lốp sau anh em xem quả lốp sau, lốp sau nó to như cái con CBR 600R ngoài kia ấy. Thì anh em dễ lên tưởng hơn. Đó. Con này là 2020, con này 2020 biển Hà Nội em nhé, 56 triệu anh em ạ. 56 triệu. GSX 2018. Con này là lên Boa Camovic này, bát biển số này, kính gió này. Con này thì 43 triệu nhé, 43 triệu 2018. GSX bây giờ rất là rẻ anh em ạ. Tiếp theo nữa là 2019, con này là 2019 này. Thì shop mình đang bán với giá 51 triệu 500 cho anh em. 51 triệu 500 2019, xe cực kỳ đẹp anh em ạ. Anh em đừng bì với những chiếc xe xấu em nhé. Những chiếc xe xấu thì có thể là 48, 49 triệu. Anh em đừng bì với chiếc xe xấu, một con xe rất là đẹp thì nó cao một chút cũng được. Nên là shop mình bắt buộc phải nhập cao một chút. Tiếp theo nữa là giờ 15-13 2020 Euro 2000, con này 2000 km rồi anh em ạ. Quá mới luôn. Đó. Cang sò beng luôn. Thì con này cho mình đang bán với giá là 56 triệu 800 em nhé, 56 triệu 800. Con này khai cọc rồi này. Cái con Monster này thì là 2021. Bản này bản đặc biệt, bản này nó sẽ đắt hơn những cái con màu như cái kia. Loanh quanh khoảng độ 3 triệu em nhé. Con này cho mình đang bán với giá là 56 triệu 800. 2021 em ấy nhé, dán full inox luôn, con này cũng cực kỳ keng. Đó. MT15. Con này thì là 2021 để bụi rồi. Con này để bụi rồi, lúc ôm mà rất là đắt anh em ạ. Bây giờ thì xong mình bán thu vốn. Con này là 59 triệu 800 anh em nhé. Chưa là bán 62 triệu đấy. Con này bây giờ bán thu vốn rồi, vào quá cao. Mình vào gần 60 triệu rồi. Tiếp theo là Gentleman 200. Con này thì cũng ôm rất là lâu rồi.
Đó, ám khí rất là nặng nề. Con này thì xong mình bán xả luôn cho anh em là 38 triệu đi. Trước là mình bán 43 đây em ạ. 38 triệu bán xả. Con này rất là đẹp anh em nhé. 200 phân khối anh em ạ. 38 triệu anh em nhé. Đó. Anh em nào có nhu cầu mua bán xe mô tô, độ bô ô tô, độ bô xe máy lên đồ chơi cho xe thì cứ liên hệ với mình. Đó. Bên mình sẽ hỗ trợ anh em hết mức có thể. À quên, còn ở trong phòng nữa anh em ạ. Thì clip này mình sẽ quay tổng thể luôn cái quán mình nó sẽ như thế nào anh em nhé. Đây là hoàn thiện hết rồi, không còn gì để update nữa cả anh em ạ. Tất nhiên ngoài này thì mình sẽ treo một hàng đèn nữa, lắp thêm đèn nữa là xong thôi. Đây là một phòng gọi là phòng chờ và phòng trưng bày đồ chơi. Đó. Anh em đang dọn dẹp đồ chơi vừa về, hơi bừa bộn một chút. Thì ngoài này thì còn một con Z8 nữa anh em nhé. Z8 này là 2017 anh em ạ, biển Hải Dương. Con này thì shop mình đang bán với cái giá là 168 triệu đấy. CBR 600BR 2020 lên heo Brembo, trước sau full heo Brembo em nhé. Đó, rất là keng, bô móc. Đó, đuôi chống đổ này, bát biển này, kính gió này, đầy đủ hết luôn. Con này thì xong mình đang bán với giá là 219 triệu em nhé. Thì đây là khu vực bày bô xe máy này em này. Bày bô xe máy cổ các kiểu đá điểu. Đây là khu vực đồ chơi em nhé. Đồ chơi vành này. Đây là khu vực là bô đồ ô tô. Đó. Thì tổng quan xong mình nó sẽ là như thế em ạ. Đây là khu vực anh em ngồi chờ. Đây là cũng khu vực em ngồi chờ. Ngồi chờ với viết giấy mua bán anh em ạ. Đó. Phòng này sẽ là phòng chờ của anh em. Ví dụ anh em mà đến mua bán xe này, xe vào đây này làm giấy mua bán hoặc là độ bô các thứ, hay là làm bất cứ một cái gì thì vào đây sẽ bật điều hòa, ngồi mát, uống cà phê miễn phí em nhé. Cà phê miễn phí. Nên anh em nào đến đây, ví dụ có nhu cầu mà muốn uống cà phê thì cứ gọi cà phê bình thường anh em pha nhé. Đấy. Rất nhiều anh em lại không thích uống cà phê thì sẽ được uống nước lọc miễn phí. Đó. Tất cả quán mình thì nó sẽ là như thế này. Rất nhiều anh em cứ tưởng là mình rất nhiều quán, thực ra mình chỉ có một quán thôi. Tại vì bên trong phòng kia thì lại một view khác này, ở ngoài sân lại một view khác, ở trong này lại view khác, và mỗi lúc mình chụp ảnh một nơi đó. Nên là rất nhiều anh em lại cứ nghĩ là mình nhiều quán, nhưng thực ra là chỉ có một quán thôi. Xuyên suốt bây giờ là như thế em nhé. Clip này nó khá dài rồi. Ok, cảm ơn tất cả em xem clip mình nhé.